bác nói đấy. Tên tôi là Đoàn Văn Hiến, Phó Chủ tịch Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Đồng Minh. Khu vực ta đang đứng ở đây này là khu vực của thôn Ngải Châu, và khu vực nuôi trồng này, thủy sản này là nuôi tôm của các hộ xã viên thuộc hợp tác xã Hải Châu, xã Đồng Minh. Thế và khu vực nuôi tôm này thì đã chuyển đổi theo cái mục đích sản xuất của quy hoạch của xã từ năm 2000 cho đến nay, và chuyển đổi từ làm muối diện tích 102 hecta chuyển đổi thành nuôi tôm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Mỗi một sào của các hộ xã viên này, một năm người ta nuôi, có hộ nuôi 2 vụ, có nội hộ thì nuôi 1 vụ, nhưng 1 vụ của người ta thu hoạch trừ chi phí rồi còn khoảng độ 4-5 triệu đồng trên một sào ao, trên một mảnh ao như thế này. Đấy. Và sau vụ tôm rồi thì người ta lại nuôi cua càng xanh, cua xuất khẩu đấy. Thì như vậy là người ta cũng được tương đương 4-5 triệu. Như vậy trong một năm trừ chi phí rồi, trên một đầu sào của hộ xã viên thôn Ngải Châu này, của các xã muối Hải Châu này, thì người ta sẽ thu hoạch được 8-10 triệu. Đặc cách có những cái nhà một sào người ta thu 2 triệu một năm. Đấy, các xã viên này tích 6-5-2 chia cố định, chia lâu dài cho hộ xã viên chuyển từ làm muối chuyển sang làm tôm. Còn nghề phụ của họ là đánh bắt ven bờ và nuôi ngao xuất khẩu. Đấy, ở đây nó đa dạng ngành nghề đấy, và kinh doanh dịch vụ du lịch. Bởi vì du lịch trồng trâu thì người ta còn làm cái dịch vụ du lịch nữa. Cho nên là ở đây nó đa dạng ngành nghề, vừa làm muối, vừa nuôi trồng tôm cua xuất khẩu, vừa nuôi ngao xuất khẩu. Và người dân ở đây thì người ta sản xuất như vậy quanh năm trên cái mảnh đất này, thì nó thu hoạch đối với, so với cái thuần canh cây lúa thì cây lúa không thể lại, mà con tôm này, nuôi con tôm này nó năng suất rất lớn, rất là cao, đạt hiệu quả rất cao, và thu nhập như vậy thì đời sống của nhân dân nói chung là đã được nâng lên, hộ giàu tăng, hộ nghèo hàng năm giảm dần, cho nên đời sống nhân dân về mặt tinh thần vật chất của nhân dân ở địa phương này thì nói chung là càng ngày càng phát triển và tốt. Thưa bác, thế thì 105 hecta chuyển đổi từ làm muối sang là nuôi trồng tôm cua xuất khẩu, nhưng mà đây chỉ có một trại giống để cung cấp cái giống cho cái 105 hecta này, nhưng không đủ, thì chúng tôi phải lại liên hệ với hợp tác xã, liên hệ với lại khu vực Nha Trang Khánh Hòa để cung cấp giống cho bà con nông dân. Cái đầu ra là mình có họ đến họ thu mua, hay là mình bán cho phân vùng, hay là họ đến họ thu mua để xuất khẩu? Bây giờ coi như là cái đầu ra, tức là cái tiêu thụ sản phẩm của cái nông dân nuôi trồng thủy sản ở đây, nuôi trồng tôm cua ở đây, thì như vậy là tiêu thụ nội địa thì có cái thu gom, có bộ phận thu gom của hợp tác xã. Hợp tác xã người ta có một số các cái hộ người ta thu gom lại để người ta chuyển, vận chuyển nội địa, vận chuyển đi Hà Nội hoặc vận chuyển đi xuất khẩu, để đóng đi xuất khẩu. Đấy. Thế nên những năm trước đây là còn đóng đi sang Trung Quốc, mà đại bộ phận là đóng đi Trung Quốc. Có một số thì đóng vào trong miền Nam đóng gói để xuất khẩu. Đấy. Cái tôm cua của cái vùng đất này thì được cái nguồn lợi thủy sản của Bộ Thủy sản nói rằng là nó đạt chất lượng rất cao, bởi vì được hưởng cái nguồn nước ở đây là trong sạch. Đấy, nước sạch không bị ô nhiễm mấy, cho nên là cái con tôm, con cua, con ngao vàng ở đây là nó đạt cái yêu cầu, đạt cái chuẩn về xuất khẩu. Cho nên là hàng năm thì chúng tôi có cái vận chuyển đi xuất khẩu, có cái doanh nhân người ta làm cái nhiệm vụ tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Bao cái ao nuôi tôm cải tạo một lần. Sau khi nuôi tôm như thế này thu hoạch rồi, trong vòng 4 tháng là chúng tôi sẽ được thu hoạch. Đấy, thu hoạch tôm xong thì lại phải cải tạo đi để nuôi cua. Sau khi cuối năm rồi thì chúng tôi lại thu hoạch cua, thì chúng tôi lại cải tạo để chuẩn bị cho cái vụ sang năm. Thì như vậy là một năm có 2 vụ chính, đó là vụ tôm và một vụ cua. Thì đường bộ là chính,
Đường bộ. Bác ơi, thế trước đây là muối trước đây thì chúng tôi sản xuất muối đây là 105 hecta này là toàn bộ là luôn là muối. Vâng. Chứ không chưa có nuôi trồng thủy sản mà muối như vậy là trong một năm có 135 ngày nắng thì chúng tôi chỉ thu hoạch từ được khoảng được 3 tấn muối trên đầu sào. Vâng. Mà 3 tấn muối thì giá trị nó không đáng bao nhiêu, chỉ tương đương với khoảng 3 triệu đồng. Vâng. Nhưng mà bây giờ chuyển đổi sang nuôi tôm và nuôi cang, nuôi con cua này thì như vậy nó gấp 4-5 lần là muối. Thế các xã viên thì họ tự túc họ làm hay họ có phải thuê mướn nhân công lao động để làm không? Không, tự túc chứ. Tức là các gia đình tự làm. Vâng, các gia đình là người ta tự túc làm. Còn cái giống thì người ta phải đi hợp tác xã cung cấp cho. Thế và trại giống của xã ấy, người ta cung cấp cho các xã viên. Ví dụ như chẳng hạn gia đình tôi không thích lấy cái giống của trại cung cấp thì chúng tôi để đặt vấn đề với Nha Trang Khánh Hòa thì do hợp tác xã cung cấp. Chúng tôi đăng ký thế là người ta đưa về cung cấp. Thế một năm thì có sự tập huấn cho người dân các xã viên về cái việc nuôi trồng này không hay là họ tự tìm tòi và tự kinh nghiệm họ để họ làm? Không có chứ. Hàng năm hợp tác xã phải đứng ra chứ. Hợp tác xã là nguồn lợi thủy sản của tỉnh. Và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh xuống tận nơi người ta khuyến cáo cho bà con về cách cải tạo ao đầm, cách thả giống rồi nuôi trồng như thế nào và cách phòng bệnh cho con tôm, con cua ra sao chứ. Đấy, cho nên là hàng năm là chúng tôi hợp tác xã là phải tổ chức 2 đến 3 lần để tập huấn cho bà con. Đấy, cứ hàng năm đều là cứ 1 năm 2 lần để là cán bộ trên sở người ta sẽ về người ta cung cấp các cái tư liệu và cái cách phòng chống trừ bệnh rồi thì là cách nuôi thả để đạt được cái năng suất rất cao. 4 tháng một lứa mới thôi. Khi chúng tôi thả như bây giờ nó đang to rồi, bây giờ nó đang bằng cái dây điện rồi. Thế nhưng mà đến khoảng độ 3 tháng sau thì nó tầm khoảng độ 30 con trên một cân. 1 kg là 30 con. Nó tương đương với 30 con nhưng đặt cách có nhà thì 4 tháng người ta thu hoạch lớn lắm. Nó cứ 30 con trên một cân nên là ít. Mà nó còn hơn nữa. Nó thì cả một năm có nhà, có đặc cách có nhà người ta nuôi 3 vụ. Nếu nuôi người ta nuôi tôm trắng thì bây giờ người ta đã chuẩn bị thu hoạch rồi. Tức là các cái loại tôm nó khác giống tôm ấy, thì nó người ta thu hoạch rồi người ta sẽ làm 1-2 vụ tôm trắng, 1 vụ cua hoặc là 1 vụ 2 vụ tôm trắng, 1 tôm tôm sú này nữa. Thì như vậy thức ăn của tôm thì phải thông qua cái hợp tác xã. Người ta nhập các cái cám của các cái đơn vị sản xuất, các cái nhà máy người ta sản xuất chuyên ngành cho con tôm. Thì chúng tôi sẽ thu mua cái đó về để cung cấp cho bà con, xã viên. Và còn đặc cách là những cái khi mà nó lớn rồi, tức là được khoảng tầm 40 con trên một cân ấy, thì có nhà người ta cũng không cần thiết lắm đâu. Người ta mua cá, mua ngô, xong về người ta tự chế biến, người ta cho máy, người ta nghiền, là xong. Tức là khi còn nhỏ thì phải lấy từ phụ còn thuộc thức ăn của phụ hợp tác thuộc. Xã xuất nhập khẩu về. Đúng nhập rồi. Về để bán nhập cho bà về con. Bán thế khi mà tôm đã lớn rồi thì là bà con bỏ ra thấp. Cái vốn đầu tư ra bỏ nó thấp, nó càng thấp bao nhiêu thì cái lãi suất người ta càng được lãi. Chứ còn nếu nuôi công nghiệp toàn phần cám công nghiệp mà đi mua về thì cũng được. Cũng được nhưng mà nó có cái là cái đầu tư mình bỏ ra nó cao. Dạ. Cám công nghiệp. Tức là cám tên cám nuôi tôm. Họ có kiêng kỵ gì không? Cũng không kiêng kỵ nhưng mà đây nó có một cái đền cửa đất. Thường là chúng tôi mở hội vào từ ngày 10 đến 12 tháng 3 thì đúng vào cái dịp mà nuôi thả tôm giống thì bà con xã viên thường người ta đến cầu phúc, cầu may, cầu lộc rồi thì người ta cầu là nuôi thủy hải sản năm nay được mùa. Thì bà con thông qua cái lễ hội thì người ta có tháng 3 dương hay âm lịch.